Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi xách đơn giản như thế này. Đây là họa tiết ở đáy túi ha. Trên thân túi nè. Họa tiết trên thân túi. Miệng túi thì mình có nẹp quai trúc, quai gỗ ha, hình tròn. Các bạn có thể để phụ kiện vào bên trong túi nè. Đây, một cái mẫu túi xách đơn giản như thế này. Để làm được cái mẫu này, ở đây mình sử dụng là sợi dệt trơn ha. Sợi dệt của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc ở đây mình dùng kim móc hai đầu. Ta dùng đầu số 4 là kim tương đương với 2 mm á. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể sử dụng đầu kim và so sánh cho mình với sợi len. Đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len là được ha, cho mũi móc của mình nó được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, kim đánh dấu nè, kim khâu len, và dụng cụ không thể thiếu đó là một bộ quai trúc hình tròn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần thân túi. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút như thế này rồi, móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi có được 6 mũi móc xích, đâm kim vào chân xích đầu tiên, móc một mũi dời. Mình sẽ tạo ra được một vòng tròn đầu tiên như thế này. Từ đây tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau đó đâm kim vào cái vòng tròn mình vừa tạo này và móc vào đây cho mình 3 mũi kép đôi ha. Thì mũi kép đôi các bạn sẽ móc như sau. Ta lấy len 2 lần lên kim, sau đó đâm kim vào cái vòng tròn này. Kéo len. Trên kim có 4 mũi nè, kéo len qua 2 chân trên kim. Tiếp tục kéo qua 2 chân trên kim lần thứ 2 và kéo lần thứ 3 ha. Thì mình sẽ có được một mũi kép đôi như thế này. Tiếp tục móc cho mình thêm 2 mũi kép đôi nữa. Quấn len 2 lần lên kim nè. Đâm kim. Kéo len, sau đó lần lượt kéo len qua 2 chân trên kim ha. Mũi kép đôi thứ 3. Sau khi đã có được 3 mũi kép đôi liên tiếp với nhau vào vòng tròn đó rồi, từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau đó ta tiếp tục đâm kim vào vòng tròn mình vừa tạo đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Ta sẽ được cái cánh hoa đầu tiên ha. Để tiếp tục cánh hoa thứ hai, móc tiếp lên 4 mũi móc xích. Cánh hoa thứ hai này móc cho mình vào vòng tròn mình tạo đó 4 mũi kép đôi ha. Kép đôi thứ nhất nè. Tiếp tục mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Và mũi kép đôi thứ tư. Ta tạo ra được cánh hoa thứ hai nè. Mình tiếp tục móc hai cánh hoa của bông hoa tiếp theo thì các bạn móc lên cho mình 9 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Được 9 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình lên chân móc xích thứ tư. Tính từ dưới lên ha, đâm kim vào chân móc xích thứ tư. Móc vào đó cho mình một mũi dời nè. Sau đó tiếp tục móc lên 4 xích. Khi có được một cụm móc như thế này rồi, các bạn giữ nguyên vị trí này nè, sau đó mình sẽ dùng ngón cái lật cho mình cái cánh hoa này lên. Và ta đâm kim vào cái chân của cái cánh hoa cuối cùng này, móc vào một mũi dời. Tiếp tục ha, dùng ngón tay các bạn lật ngược lại, tức là lật cho cái cánh hoa của mình nó về vị trí cũ. Đây, đẩy từ sau ra trước nè. Ở
Ở đây mình có được hai mũi rồi nè, các bạn tiếp tục đâm kim vào đó móc cho mình hai mũi kép đôi vào cái vòng tròn này nè ha. Lấy lên hai lần lên kim. Đâm kim vào vòng tròn nè. Kéo len và lần lượt kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục mũi kép đôi thứ hai. Như vậy là tính luôn hai cái xích đầu tiên mà mình tạo thì ở đây mình đã có được 4 mũi móc rồi. Các bạn tiếp tục lên 4 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào vòng tròn đó, móc tiếp một mũi dời. Ta được cánh hoa đầu tiên cho bông thứ hai. Lên 4 xích. Cánh hoa thứ hai của bông thứ hai, móc tiếp vào vòng tròn đó, 4 mũi kép đôi ha. Kép đôi thứ nhất. Mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Và mũi kép đôi thứ tư. Như vậy là mình cũng tạo ra được 5 mũi móc cho cái cánh hoa thứ hai của bông hoa thứ hai nè. Từ đây các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm hai cánh hoa của bông hoa thứ ba. Tức là sẽ làm tương tự giống như cánh hoa thứ hai nè. Ta cũng gây nên 9 mũi xích. Sau đó đếm ngược từ dưới lên vào chân xích thứ tư. Móc vào chân xích thứ tư một mũi dời. Từ đây gây nên 4 xích. Tiếp tục ha. Úp ngược cho mình cái cánh hoa nè, đẩy từ dưới lên trên, sau đó móc vào cái chân móc cuối cùng đó một mũi dời. Từ đây mình tiếp tục úp ngược lại về vị trí cũ. Ta tiếp tục đâm kim vào cái vòng tròn đó, móc vào hai mũi kép đôi. Như vậy là mình đã có được tổng cộng là 4 mũi móc cho cánh hoa thứ nhất của bông hoa thứ ba. Tiếp tục móc lên 4 mũi xích. Đâm kim vào vòng tròn đó và móc một mũi dời vào đó ha. Thì ta sẽ kết thúc được 5 mũi móc cho cánh hoa đầu tiên nè của bông hoa thứ ba. Lên 4 xích. Cánh hoa thứ hai, móc vào đây 4 mũi kép đôi. Đây, ta được hai cánh hoa của bông hoa thứ ba và mình đã có được tổng cộng là 6 cánh cho ba bông hoa rồi ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho các cái cánh hoa còn lại. Lúc này mình sẽ sử dụng cái phần khung mà mình sử dụng làm quai á. Các bạn sẽ đo cho mình. Ở cái phần khung của mình là 12 cm, đường kính phần khung quai là 12 cm. Thì các bạn sẽ móc làm sao cho cái cánh hoa của mình khi mà mình móc thêm á, nó sẽ gấp đôi so với cái vòng này. Tức là hai cái phần khung mà mình sử dụng ở đây nè. Đường kính của nó là 24 tổng cộng ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần hoa đó tổng cộng là 24 cm. Những bạn nào mà sử dụng khung size nhỏ hơn hoặc lớn hơn thì các bạn cũng đo cho mình theo cái kích thước như thế này ha. Đây, ta sẽ móc tương tự nè. Lên 9 mũi xích. Đếm từ dưới lên trên vào chân xích thứ tư và móc vào chân xích thứ tư một mũi dời. Lên 4 xích. Giữ nguyên vị trí này, sau đó dùng ngón tay cái á, úp ngược lại cho mình cái cánh hoa nè. Đâm kim vào cái chân cuối cùng.
móc vào đó một mũi dời. Sau đó đưa cánh hoa trở về vị trí cũ và tiếp tục móc vào cái vòng tròn đó hai mũi kép đôi. Được 4 mũi cho cánh hoa này rồi ha, lên 4 xích. Móc vào vòng tròn đó một mũi dời. Tiếp tục lên 4 xích. Móc vào vòng tròn đó 4 mũi kép đôi. Đây, thì mình hoàn tất được cánh hoa tiếp theo ha. Móc tương tự cho mình cho đến khi đạt được cái chiều dài nhất định. Sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều cánh hoa rồi, lưu ý là khi đã đạt được cái đường kính cố định rồi, cái cánh hoa cuối cùng các bạn chỉ móc cho mình 3 mũi kép đôi thôi nha. Lên 4 xích và móc 3 mũi kép đôi cho cánh hoa cuối cùng. Đây, lúc này khi canh chỉnh cho mình các cái cánh hoa phẳng lại nè, thì khi đưa cái phần khung mình vào, chiều dài của cái họa tiết mà mình móc được nó sẽ bằng gấp đôi so với đường kính của một vòng khung ha. Hai vòng khung chập lại nè. Những cái khung nhỏ hơn hoặc lớn hơn thì các bạn đều đo cho mình theo kích thước này ha. Khi đạt được kích thước nhất định rồi, đến cái cánh hoa cuối cùng, ta móc 3 mũi kép đôi, tức là mình lên 4 xích sau đó 3 mũi kép đôi. Tiếp tục các bạn móc thêm cho mình 4 xích nè. Và móc vào cái vòng tròn cuối cùng đó, móc vào đó một mũi dời. Như vậy là cánh hoa của mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc ha. Đây sẽ là bông hoa đầu tiên. Mỗi bông mình có 4 cánh nên các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình 4 xích. Cánh hoa thứ 3 của cái bông hoa này, móc cho mình vào đó 3 mũi kép đôi. 1. Kép đôi thứ 2. Kép đôi thứ 3. Có 3 mũi kép đôi rồi ha, tiếp tục lên 4 xích. Đâm kim vào vòng tròn đó, móc tiếp một mũi dời. Cánh hoa thứ 3 cũng tạo ra được bởi 5 mũi móc nè. Cánh hoa thứ 4 móc lên 4 mũi xích. Ở cánh hoa thứ 4 này móc cho mình vào cái vòng tròn đó 4 mũi kép đôi. Kép đôi thứ nhất. Kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ 3. Và mũi kép đôi thứ 4. Ta hoàn tất được cánh hoa thứ tư cho bông hoa thứ nhất. Mỗi bông hoa của mình nó sẽ có 4 cánh và mỗi cánh sẽ tạo ra từ 5 mũi móc. Đây là bông hoa thứ nhất ha, 4 cánh nè. Tiếp tục các bạn sẽ di chuyển cho mình cho đến cái bông hoa thứ hai. Thì bông hoa thứ hai mình đã có được 2 cánh rồi. Cánh hoa thứ ba móc cho mình vào cái vòng tròn đó 4 mũi kép đôi. Kép đôi thứ nhất nè. Tiếp tục kép đôi thứ hai, mũi kép đôi thứ ba, mũi kép đôi thứ tư. Có được 4 mũi kép đôi rồi, lên 4 xích, móc vào vòng tròn đó một mũi dời. Ta có được cánh hoa thứ ba của bông hoa thứ hai nè. Cánh thứ tư móc lên cho mình 4 mũi xích. Sau đó mình sẽ đâm kim vào vòng tròn đó, móc 4 mũi kép đôi. Kép đôi thứ hai. Kép đôi thứ ba. Và mũi kép đôi thứ tư. Thì mình cũng hoàn tất được cánh hoa thứ tư cho bông hoa thứ hai ha. Và bông hoa thứ hai cũng có được tổng cộng là 4 cánh hoa, mỗi cánh hoa tạo ra từ 5 mũi móc. Từ đây móc tương tự cho các cái bông hoa còn lại ha. Mỗi bông hoa mình sẽ có tổng cộng là 4 cánh hoa nè, móc tương tự như cái bông hoa thứ hai này. Tương tự cho đến hết.
Thì sau khi các bạn đã móc hoàn tất được cho mình 5 bông hoa, mỗi bông hoa nó sẽ có 4 cánh nè. Thì cái cánh cuối cùng các bạn cũng móc cho mình vào cánh cuối cùng 4 mũi kép đôi ha. Bây giờ mình sẽ tạo họa tiết đầu tiên. Từ đây móc lên một xích, sau đó đâm kim vào cái chân cuối cùng đó, móc vào một mũi móc đơn. Mũi tiếp theo mình sẽ tạm gọi là mũi kéo ha, tức là các bạn sẽ kéo dài cho mình mũi móc ra tầm khoảng 1 cho đến 1,5 cm nè, cái độ cao của mũi móc á. Sau đó mình sẽ dùng tay giữ cái vị trí ở đây, giữ cố định nè, kéo sợi len qua chân móc, móc lên một xích, sau đó đâm kim vào sợi len lẻ ở đây nè ha, sợi len lẻ, móc vào một mũi móc đơn. Ta được mũi kéo đầu tiên. Từ đây tiếp tục tạo mũi kéo thứ hai, kéo sợi len dài lên nè, giữ nguyên cái vị trí bên dưới, kéo len qua cái chân móc, móc lên một xích và móc vào cái sợi len lẻ một mũi móc đơn. Như vậy là họa tiết của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha, một mũi đơn, một mũi kéo, một mũi đơn, một mũi kéo và một mũi đơn. Sau đó đâm kim cho mình vào cánh hoa tiếp theo là cái chân móc này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Đây thì ta sẽ hoàn tất được một cái họa tiết đầu tiên như thế này. Tiếp tục làm tương tự giống như cái họa tiết mà mình vừa móc, tức là mình sẽ có một mũi kéo nè, giữ nguyên vị trí ha, kéo len qua chân móc, lên một xích, đâm kim vào sợi len lẻ, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục mũi kéo thứ hai, kéo len, giữ nguyên vị trí ha, kéo qua chân móc, lên một xích và đâm kim vào đây, móc một mũi móc đơn. Hoàn tất được họa tiết này rồi, đâm kim vào đầu còn lại của cánh hoa này và ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cái khoảng thứ hai nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái khoảng còn lại ha. Tức là mỗi khoảng mình sẽ tạo ra được 2 mũi kéo và 3 mũi đơn nè, xen kẽ. Kéo len nè, giữ nguyên vị trí nè, kéo len qua chân móc, lên một xích và móc vào khoảng đó một mũi móc đơn nè. Tiếp tục kéo len, kéo qua chân móc, lên xích và móc mũi đơn nè. Được cái họa tiết như thế này rồi ha. Tiếp tục các bạn di chuyển kim cho mình đến cánh hoa tiếp theo và mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Đây ta có được cái họa tiết thứ ba. Móc tương tự cho mình cái họa tiết này cho các cánh hoa còn lại ha. Ta cũng có mũi kéo nè, mũi đơn, mũi kéo, mũi đơn. Từ đây mình sẽ tiếp tục di chuyển kim đến cánh hoa tiếp theo, tức là các bạn sẽ móc cho mình vào các cái đầu cánh hoa mà mình chừa ra nha, chứ không có móc vào các cái đầu cánh hoa mà mình nối lại với nhau. Ta sẽ đâm kim vào đây và móc vào đây một mũi móc đơn. Đây, như vậy là mình có được họa tiết tiếp theo ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái họa tiết còn lại vào các cái đầu cánh hoa. Và lưu ý là ở cái đầu cánh hoa còn lại thì mình sẽ tạo 3 họa tiết ha. Ở cái cánh này nè, tiếp tục cánh này và cánh bên này ha. Nó sẽ tương tự giống như cái cánh đầu tiên mà mình móc nè. Nó cũng tạo ra được 3 cái họa tiết. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết. Và các cái họa tiết mình đều tạo như nhau ha. Mình có nè, mũi kéo, kéo lên tầm khoảng 1 đến 1,5 cm ha. Sau đó tiếp tục là mũi đơn, mũi kéo, mũi đơn. Được 2 họa tiết mũi kéo xen kẽ mũi đơn thì đâm kim vào cánh tiếp theo, móc vào một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì cái cánh hoa cuối cùng của mình ở đây nè, mình cũng tạo ra được 3 khoảng trống cho 2 cái cánh hoa cuối cùng. Đây, khoảng trống thứ 3 nè, 3 khoảng trống ha. Nó tương tự giống như cái cánh đầu tiên vậy đó. Còn các cái cánh hoa nằm chính giữa, ở những bông hoa chính giữa thì mỗi hoa sẽ là 2 họa tiết thôi. Kết thúc thì mình tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc cái họa tiết á. Các bạn sẽ đâm kim vào đó và móc cho mình một mũi dời.
tốt được vòng đầu tiên ha. Từ đây các bạn tiến hành tạo cho mình một mũi kéo, tức là mình kéo dài sợi len ra, làm sao cho cái mũi móc của mình nó chạm đến cái mũi móc đơn nằm chính giữa của hai mũi kéo ở họa tiết này nè. Đây thì mình sẽ kéo dài cái sợi len ra ha, cho nó có cái độ cao chạm được với cái mũi đơn này, thì ta sẽ đâm kim vào mũi đơn này và móc một mũi dời, sau đó lên một xích. Như vậy là vòng móc thứ hai của mình sẽ bắt đầu từ cái điểm này ha. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mình vừa móc mũi dời đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn rồi, tạo một mũi kéo, một đơn, một kéo và một đơn. Kéo nè. Sau đó là mũi đơn nè. Tiếp tục là mũi kéo nè. Sau đó là mũi đơn. Được họa tiết như thế này rồi thì tiếp tục đâm kim vào chính giữa của họa tiết kế bên, tức là cái mũi đơn nằm giữa hai mũi kéo nè. Ta sẽ đâm kim vào cái chân mũi đơn đó và móc vào đó một mũi móc đơn. Đây, hai cái họa tiết của mình ha, thì cái họa tiết mũi đơn nằm chính giữa nè. Thì tương tự như cái họa tiết này cũng có mũi đơn nằm chính giữa. Móc vào một mũi móc đơn nè. Thì ta sẽ có được họa tiết đầu tiên cho vòng thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình mũi kéo, tiếp tục mũi đơn, mũi kéo, mũi đơn. Được hai mũi như thế này rồi thì tiếp tục đâm kim vào chính giữa của hai mũi kéo kế bên, tức là cái mũi móc đơn nằm chính giữa. Đây, cái khoảng trống này ha, thì cái mũi móc đơn nằm chính giữa của hai mũi kéo nè, móc vào đó một mũi móc đơn. Ta được thêm họa tiết thứ hai nè. Từ đây sẽ móc tương tự cho mình các cái họa tiết còn lại. Mũi kéo, mũi đơn, tiếp tục mũi kéo, mũi đơn và đâm kim vào chân của mũi đơn tiếp theo của cái họa tiết này nằm chính giữa hai mũi kéo nè. Đâm kim vào chân mũi đơn, móc một mũi móc đơn. Đây, ta được thêm một họa tiết như vậy. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Kéo len, tiếp tục mũi đơn, mũi kéo, mũi đơn, đâm kim vào chân của mũi đơn nằm chính giữa hai mũi kéo kế bên, móc vào đó một mũi móc đơn và tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi các bạn đã móc cho mình đến cuối vòng thì cái họa tiết của mình nó sẽ nằm xen kẽ và tạo các cái ô vuông như thế này ha. Thì lưu ý cho mình nè, những bạn nào mà không biết được đâu là điểm đầu tiên và điểm kết thúc của vòng á, các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu và mình đánh dấu mỗi khi mà mình lên vòng mới ha, để mình biết được đây là điểm kết thúc của vòng thứ hai nè. Sau đó tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào cái chân móc mình đánh dấu đó, móc vào một mũi dời. Ta hoàn tất được vòng móc họa tiết thứ hai. Vòng kế tiếp cũng tương tự như vòng phía dưới, các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len lên để bằng với cái chiều cao ta chạm tới được mũi đơn nằm chính giữa nè. Thì đâm kim vào cái chân mũi đơn này, sau đó móc vào đó một mũi dời, lên một xích, móc vào đó một mũi móc đơn nữa. Dùng kim đánh dấu cho mình đây là điểm đầu tiên của vòng móc này. Sau đó mình sẽ tiếp tục nè, móc mũi kéo, mũi đơn, mũi kéo, mũi đơn. Và di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết kế bên, tức là mũi đơn nằm chính giữa hai mũi kéo á, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn.
Đây thì như vậy cái họa tiết của mình nó cũng được móc xen kẽ như thế này ha. Tiếp tục mũi kéo, mũi đơn, mũi kéo, mũi đơn, đâm kim vào chân của mũi đơn nằm chính giữa hai mũi kéo kế bên, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha, cho đến khi ta gặp đôi cái phần đáy túi lại, tức là các bạn sẽ gặp đôi cho mình các cái họa tiết cánh hoa phía dưới á, gặp đôi cái cánh hoa lại thì mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi cái phần đáy túi của mình lên cái phần thân túi nó đạt được một cái độ cao như các bạn mong muốn là được ha. Thông thường là nó sẽ tạo ra được một cái hình vuông cho phần thân túi của mình. Cứ móc tương tự lên mũi kéo nè, sau đó là mũi đơn, tiếp tục mũi kéo, mũi đơn, đâm kim vào chân của mũi đơn nằm chính giữa hai mũi kéo của họa tiết kế bên, móc vào đó một mũi móc đơn và móc tương tự cho đến hết vòng, thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Thì sau khi mình đã lên thêm được nhiều vòng móc, lúc này cái họa tiết trên phần thân túi của mình nó sẽ như thế này ha, nó tạo ra những cái họa tiết giống như bông bốn cánh vậy đó. Thì khi đã kết thúc rồi, các bạn tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào cái chân của cái mũi đầu tiên đó, móc vào một mũi dời để mình kết thúc vòng. Bây giờ mình sẽ viền lại cái phần miệng túi trước. Để viền lại phần miệng túi, móc lên một xích, sau đó các bạn để ý cho mình nè, ở mỗi họa tiết mình có một mũi kéo, sau đó là một mũi đơn, một mũi kéo, một mũi đơn và kết thúc là mũi đơn ở cái chân mũi đơn phía dưới ha. Thì để viền lại cái phần miệng túi, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi kéo, mũi đơn và mũi kéo. Đây, ba chân liên tiếp như thế này ha. Đây, móc cho mình vào cái chân của mũi kéo trước nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó chân của mũi đơn nằm chính giữa, móc một mũi móc đơn. Và chân của mũi kéo kế bên, móc một mũi móc đơn. Thì mình sẽ viền lại được 3 mũi đơn cho một họa tiết. Tiếp tục di chuyển kim đến họa tiết tiếp theo. Đâm kim vào chân mũi kéo, mũi đơn và mũi kéo ha. Mũi đơn nè. Mũi kéo nè. Ta cũng có được 3 mũi đơn cho một họa tiết. Viền tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mũi kéo, mũi đơn và mũi kéo. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn ha. Mũi đơn nè. Và chân mũi kéo nè. Sau đó viền tương tự cho đến hết vòng. Sau khi mình đã viền được hết cái phần miệng túi cho đến cuối vòng rồi thì tiếp tục đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần thân túi với họa tiết như thế này. Để tạo được cái phần thân bên trên gắn quai thì các bạn gặp đôi cho mình cái phần đáy túi lại nè. Thì cái phần thân túi của mình nó sẽ như thế này ha. Đếm cho mình các cái họa tiết bên trên của mình được bao nhiêu khoảng. Đây, các cái khoảng như thế này ha, đếm cho mình tổng cộng bao nhiêu khoảng ở cái phần miệng túi. Đối với phần thân túi của mình có tổng cộng là 24 cái họa tiết, tức là 24 cái khoảng đó. Thì khi gặp đôi cái phần thân túi lại nè, đánh dấu cho mình vào một khoảng nằm bên hông. Thì mình có được cái mũi đánh dấu ở đây ha. Khi có được một cái mũi đánh dấu rồi thì các bạn sẽ chia đôi cho mình tổng số cái họa tiết mà mình có được ở phía dưới á. Ở đây mình sẽ có 24 khoảng, chia đôi ra được 12 ha. Thì mặt trước và mặt sau của thân túi nó sẽ có mỗi bên là 12 khoảng. Đây,
Đếm đến cái khoảng thứ 12 rồi thì mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc này. Như vậy là hai bên của cái phần quai nó sẽ có tổng số khoảng bằng nhau. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Ở mặt đầu tiên các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân mà mình đánh dấu. Đâm kim vào đây ha, kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên một xích, đâm kim vào chân mình vừa móc đó, móc tiếp một mũi móc đơn. Từ đây tạo cho mình một mũi kéo, mũi đơn và mũi kéo, tức là các cái họa tiết giống như bên dưới á, thì ta có mũi kéo nè, tiếp tục là mũi đơn, sau đó là mũi kéo và mũi đơn. Được họa tiết như thế này rồi ha, các bạn sẽ tiến hành bỏ qua cho mình hai chân móc phía dưới, tức là hai cái chân móc kế bên này nè. Mình sẽ bỏ qua hai chân này và đâm kim vào chân thứ ba, móc vào cái chân thứ ba đó một mũi móc đơn. Đây, bỏ qua hai chân này ha, đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Ta có được họa tiết đầu tiên. Từ đây tiếp tục tạo họa tiết thứ hai, mũi kéo, mũi đơn, mũi kéo, mũi đơn. Sau đó mình sẽ bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Ta có được họa tiết thứ hai. Các bạn làm tương tự cho mình cho đến hết, tức là đến cái chân móc mà mình đánh dấu ha. Mũi kéo nè, mũi đơn, tiếp tục mũi kéo, mũi đơn, bỏ qua hai chân phía dưới và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Khi đã móc được đến điểm mà mình đánh dấu thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cái khoảng như thế này ha. Kết thúc thì mình tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân mà mình đánh dấu đó, móc vào đó một mũi móc đơn, móc lên một xích, thì mình có được 12 khoảng trống, nó bằng với cái khoảng trống mà mình chia ra ở phần thân túi á. Tiếp tục ta quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai các bạn tiếp tục dùng mũi kéo và mình sẽ kéo cái mũi móc làm sao cho nó bằng với cái mũi móc đơn nằm chính giữa của cái họa tiết đầu tiên nè. Kéo sợi len lên ha, có cái độ cao như thế này thì cái độ cao này nó sẽ chạm vào cái mũi đơn của cái họa tiết đầu tiên á. Ta sẽ móc vào đó một mũi dời, sau đó lên một xích và móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Từ đây mình sẽ móc tương tự giống như cái phần thân túi, tức là các bạn sẽ tạo cho mình các cái họa tiết và kết thúc họa tiết sẽ đâm kim vào chính giữa của các họa tiết phía dưới ha, vào các cái chân mũi móc đơn á, kéo len nè, sau đó là mũi móc đơn, tiếp tục là mũi kéo, mũi móc đơn và đâm kim vào chân của mũi móc đơn nằm chính giữa họa tiết kế bên, móc vào một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã móc được đến cuối cái hàng móc này thì hàng móc này của mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 11 họa tiết. Kết thúc thì ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn ở họa tiết cuối cùng nằm chính giữa ha, móc vào một mũi móc đơn, sau đó lên một xích, ta sẽ có được tổng cộng là 11 họa tiết như thế này. Nó sẽ giảm đi một họa tiết so với cái hàng móc đầu tiên. 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11, giảm đi một họa tiết so với cái hàng móc đầu tiên ha. Thì hàng móc thứ ba các bạn cũng tương tự, quay ngược đầu móc lại. Sau đó tiếp tục kéo dài cái sợi len, kéo dài mũi móc lên nè, nó có cái độ cao bằng đến cái mũi móc đơn ở chính giữa này thì móc vào một mũi dời, sau đó lên một xích,
móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục móc tương tự như hàng móc phía dưới ha, móc cho đến cuối vòng. Thì hàng móc tiếp theo này mình cũng giảm được một họa tiết so với cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây, tức là nó sẽ có được 10 họa tiết thôi. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa, sao cho cái chiều cao của cái phần thân này nó đạt được hơn một nửa so với cái vòng mà khung mà mình sử dụng á. Tức là nó sẽ đạt hơn một nửa nha. Thì ở đây mình đã lên được tổng cộng là 6 hàng móc. Và 6 hàng móc này nó sẽ tạo ra được ở hàng móc thứ 6 có 7 họa tiết. Kết thúc cái họa tiết ở hàng thứ 6 này cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn này. Móc một mũi móc đơn. Sau đó lên một xích. Các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len và cắt len ha. Cắt cho mình một đoạn len khá dài để mình sử dụng khâu vào trong cái phần khung. Càng dài càng tốt nha. Khi mình canh chỉnh cái phần thân túi lên trên thì nó sẽ nằm hơn một nửa so với khung túi của mình nè. Kết thúc hàng thứ 6 thì nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 7 khoảng trống. Thì khi các bạn sử dụng cái loại khung khác, các bạn cũng so sánh cho mình nó sẽ nằm hơn một nửa so với cái phần thân khung là được nha. Ta sử dụng kim khâu len. Đưa cho mình cái phần khung vào sát cái họa tiết mà mình vừa tạo được ở hàng thứ 6 nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi đơn nằm chính giữa của hai họa tiết mũi kéo á. Là cái chân móc mũi đơn nằm chính giữa nè. Đây, chân móc này ha. Họa tiết này cũng là chân móc nằm chính giữa. Thì mình sẽ kéo len qua cái chân móc mũi đơn nằm chính giữa nè. Đồng thời các bạn sẽ tiếp tục kéo cho mình sợi len vòng qua cái phần thân khung và đâm kim vào chân của mũi đơn đó. Kéo len nè. Guốc cho mình sợi len thật mạnh vào ha. Sau đó giữ nguyên cái vị trí này. Mình sẽ đưa các cái sợi len nằm sát với nhau. Tiếp tục vòng qua cái khung và đâm kim vào chân của mũi đơn nè. Đưa sợi len sát với các cái sợi len ban đầu nè ha. Đây, cho các cái sợi len của mình nó sát với nhau. Sau đó vòng qua khung nè. Đâm kim vào chân mũi đơn. Kéo len. Lặp lại cho mình tương tự như thế này cho mỗi chân móc. Ta sẽ lặp lại 10 lần. Vòng qua khung nè, đâm kim vào chân của mũi đơn ha. Cho các cái sợi len của mình khi kéo qua, các bạn sẽ tiến hành áp sát cho mình các cái sợi len với nhau. Đây, áp sát các cái sợi len lại nè. Và mình sẽ lặp lại 10 lần cho mỗi cái vòng như thế này ha. Cho mỗi chân móc mình sẽ lặp lại 10 lần. Sau khi đã khâu được 10 lần liên tiếp vào chân của mũi đơn với cái phần thân khung rồi, thì tiếp tục các bạn vòng qua cái phần thân khung và mình sẽ đâm kim vào cái chân mũi đơn thứ hai của họa tiết thứ hai nè, là cái chân mũi đơn nằm chính giữa hai mũi kéo á. Đây, đâm kim vào chân mũi đơn, sau đó kéo lên. Tương tự giống như cái khâu ban đầu, cũng đưa cho mình cái sợi len áp sát vào các cái sợi len mà mình tạo bên này ha. Áp sát lại với nhau nè. Sau đó tiếp tục vòng qua khung, canh chỉnh cho mình các cái mũi móc ở phần thân túi, vòng qua khung và tiếp tục đâm lần thứ hai vào chân mũi đơn đó. Kéo lên. Áp sát sợi len ha. Canh chỉnh cho mình các cái mũi móc phía dưới nè. Sau đó tiếp tục lặp lại cho mình 10 lần liên tiếp ở mỗi chân móc.
Và các cái chân móc còn lại cũng tương tự như vậy ha. Và các cái mũi móc của mình khi khâu các bạn sẽ áp sát cái sợi len vào cái phần thân khung là được. Đây, ta sẽ khâu áp sát lại cho tới cái chân móc cuối cùng. Sau khi mình đã khâu được hoàn tất cái phần khung vào trong thân túi rồi ha, được một bên rồi thì giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Còn cái phần còn lại, các bạn tiếp tục tạo cho mình một nút. Kéo sợi len dài để thành một nút nè. Ở mặt còn lại của phần thân khung thì các bạn cũng làm tương tự giống như cái phần thân đầu tiên, thì ta cũng đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu bắt đầu móc của cái hàng móc đầu tiên bên kia nè. Thì chân mình đánh dấu các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân đó luôn ha. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một xích. Đâm kim vào chân đó móc tiếp một mũi móc đơn. Từ đây mình tiếp tục tạo mũi kéo. Mũi đơn. Mũi kéo. Mũi đơn. Sau đó bỏ qua hai chân móc phía dưới và móc vào chân thứ ba. Móc vào một mũi móc đơn. Ta cũng có được họa tiết đầu tiên ha. Tiếp tục là mũi kéo nè. Mũi đơn. Mũi kéo. Mũi đơn. Bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Lặp lại tương tự cho mình cho đến hết. Thì cái mũi kết thúc của cái hàng này ta cũng đâm kim vào chân mà ta bắt đầu móc của cái hàng móc bên kia kìa, là cái chân mà mình đánh dấu ha. Đâm kim vào đây móc một mũi đơn thì mình sẽ tạo ra được 12 khoảng trống. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái phần thân khung còn lại. Sau khi các bạn đã móc hoàn tất cho mình phần thân còn lại và khâu cái phần khung vào trong thân túi rồi thì phần miệng túi của mình sẽ như thế này ha. Họa tiết trên thân túi nè. Các bạn có thể để phụ kiện vào bên trong thoải mái ha. Hoặc là cũng có thể thay đổi màu sắc và thân khung tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Chúc các bạn thành công!